Quán 10 lực Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận quán mười lực phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán mười lực phật hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán mười lực phật hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt, biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán 10 lực Phật hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận quán bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát quán đại từ hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán đại bi đại hỷ đại xả hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán đại từ hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán đại bi đại hỷ đại xả hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán đại từ hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán đại bi đại hỷ đại xả hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán đại từ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán đại bi đại hỉ đại xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán đại từ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán đại bi đại hỉ đại xả hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán đại từ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán đại bi đại hỉ đại xả hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận Quán đại từ hoặc là sở biến chi, hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận. Quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc là sở biến chi, hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận này thiện hiện, Đại Bồ Tát quán pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận quán tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán pháp không quên mất hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán tánh luôn luôn xả hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán pháp không quên mất hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán tánh luôn luôn xả hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán pháp không quên mất hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận quán tánh luôn luôn xả hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận